Đệ tử quy phép gửi con, thánh nhân dạy hiếu đệ trước, kế cận kính, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Chương 1, ở nhà phải hiếu. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm trái đạo con. Vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tủi. Cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu. Khuyên không nghe vui can tiếp, dùng cốc khuyên đánh không giận. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường. Tan ba năm thường thương nhớ, chỗ ở đổi rượu thịt không. Tàn đủ lễ cũng hết lòng, việc người chết như người sống. Chương 2, anh em thuận. Anh thương em kính anh em thuận hiếu trong đó. Tiền của nhẹ oán nào sanh, lời nhịn nhường tức giật mất. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau. Lớn gọi người liền gọi thay, người không có mình làm thay. Gọi người lớn không gọi tên, với người lớn chớ khoe tài. Gặp trên đường nhanh đến chào, người chưa hỏi kính lui đứng. Nên xuống ngựa phải xuống xe, đợi người đi hơn trăm bước. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi. Trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép. Tiếng phải nhanh, lùi phải chậm, khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Chương 3, cẩn. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian. Sáng rửa mặt phải đánh răng, vệ sinh xong rửa tay sạch. Mũ đội ngay, áo gài kỹ, vớ và giày mang chỉnh tề. Mũ quần áo để cố định, không vứt bậy, tránh dơ bẩn. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Ăn với uống, chớ kén chọn, ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống say rồi, rất là xấu. Đi thông thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính. Chớ đạp thềm, không dựa nghiêng, chớ ngồi gian, không rung đùi. Vén rèm cửa chớ ra tiếng, rẽ quẹo rộng chớ đụng gốc. Cầm vật rỗng như vật đầy, vào phòng trống như có người. Đừng làm vội, vội sai nhiều, không ngại khó chớ qua loa. Nơi ồn náo không đến gần, việc không đáng quyết chớ hỏi. Sắp vào nhà hỏi có ai, sắp vào phòng cất tiếng lớn. Người hỏi ai thì xưng tên, nói ta tôi không rõ ràng. Dùng đồ người phải hỏi trước, nếu không hỏi tức là trộm. Mượn đồ dùng hoàn đúng hẹn, sao có cần mượn không khó. Chương 4, tính. Phạm nói ra tính trước tiên, lời dối trá sao nói được. Nói lời nhiều không bằng ít, phải nói thật chớ xảo nịnh. Lời gian xảo từ bẩn thỉu, thói côn đồ phải trừ bỏ. Thấy chưa thật chớ nói bừa, biết chưa đúng chớ tuyên truyền. Việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiếng lui sai. Phàm nói chuyện nói trọng điểm, chớ nói nhanh chớ mơ hồ. Đây nói phải kia nói quấy, không liên quan chớ để ý. Thấy người tốt học theo ngay, dù kém xa dừng theo kịp. Thấy người xấu nhìn lại mình, có liền sửa không thì tránh. Đức với tài làm và học, không bằng người tự cố lên. Việc áo quần cùng uống ăn, có thua người cũng không buồn. Chơi vội giận khen liền vui, bạn xấu tìm bạn tốt lui. Nghe khen sợ nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. Vô ý phạm gọi là sai, cố tình làm thành ra ác. Sai chịu sửa dần liền hết, cố giấu che càng thêm nặng. Chương 5, yêu thương bình đẳng. Phạm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất. Người hạnh cao danh tự cao, mọi người trọng không bề ngoài. Người tài năng tiếng tự cao, được người phục chẳng do khoe. Giúp được người đừng ích kỷ, người khác giỏi chớ tị hiềm. Giàu không nịnh, nghèo chớ che, cũ đừng chán mới không mê. Người đang bận chớ quấy rầy, người công an đừng phiền nhiễu. Khuyết điểm người đừng soi mói, chuyện riêng tư tuyệt không nói. Khen làm lành là điều tốt, người ta biết cố gắng hơn.
Nói xấu người là việc xấu, người ta ghét họa tránh đâu. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không khuyên, đôi bên thiệt. Nhận và cho, phân biệt rõ, thà cho nhiều, nhận ít thôi. Trước cho người, phải hỏi mình không thích, phải mau ngưng. Ơn phải báo, oán phải quên, oán cho qua, ơn nhớ mãi. Với người làm phải đoan nghiêm, tuy đoan nghiêm, lòng độ lượng. Với người làm phải đoan nghiêm, tuy đoan nghiêm, lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục. Với người làm phải đoan nghiêm, tuy đoan nghiêm, tâm hiền hòa. Cậy quyền thế, tâm không phục, dùng đạo lý họ phục ngay. Chương 6. Gần người nhân. Phàm là người có tốt xấu, phàm phu nhiều, người hiền hiếm, người nhân đức, mọi người kính, nói chân thật, không xu nịnh, được thân cận, lợi vô cùng, đức tốt tăng, lỗi giảm dần, không chịu gần, nhiều điều hại, tiểu nhân đến, trăm sự bại. Chương 7. Học tập thêm. Chỉ lý thuyết, không thực hành, thành nói suông sao lên người. Chỉ thực hành, không lý thuyết, theo ý riêng sai nào biết. Cách đọc sách có 3 điểm, tâm mắt miệng tinh đều trọng. Mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong kia chớ đọc. Thời gian ít cần chăm chỉ, công phu đủ đọc liền thông. Tâm có nghi thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay. Thổi mực nghiêng, tâm bất chánh, chữ viết lệch, tâm không yên. Xếp sách vở để cố định, đọc xem rồi cất chỗ cũ. Có việc gấp cất cẩn thận, sách hư rách dán sửa ngay. Sách nhảm nhí chẳng nên xem, hại thông minh hư tâm trí. Chớ được, chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. Ha ha ha,